Thưa quý vị, chiều qua thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế C03 Bộ Công an cho biết, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút tiền qua hoạt động ngân hàng, đem đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài. Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều, vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn. Hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng, đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh. Ở giai đoạn 2, Bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vàng Thịnh Phát.